Mình đang trên đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp đây các bạn. Thì cái này là cái đoạn mà từ Quang Trung đi về hướng khu công nghiệp Tân Bình nha các bạn. Mình đang tìm kiếm quán bún đậu mắm tôm của danh hài Mạc Văn Khoa, vừa mới khai trương ở trên cái đường Phan Huy Ích này. Thì cái địa chỉ mình cần tìm là 253 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp. Khi mà đi tới cây xăng Comeco bên tay trái, vừa qua một cây xăng bên tay phải thì tới cây xăng bên tay trái thì cái thế giới động nè, nó ở bên phải thì cái quán bún đậu mắm tôm với lại bún chả cá Nha Trang của Mạc Văn Khoa nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí bên cạnh cái thế giới động luôn. Tại quán mở từ 5 giờ chiều nha các bạn có thể thấy là cái quán mới khai trương hôm qua, thì đây là chi nhánh thứ hai của Mạc Văn Khoa về bún đậu mắm tôm. Thì cái quán đầu tiên đó nằm bên quận 12 các bạn ạ. Quán này mới khai trương ngày hôm kia thôi nhưng mà cũng rất là đông, sau 5 giờ chiều quán mở ra rất là đông khách. Thì quán mới khai trương ngày 11 nên là rất là nhiều cái lẵng hoa chúc mừng của bạn Mạc Văn Khoa vẫn còn để ngay cái mặt tiền này. Mình tới đây thì các bạn trẻ đã ở đây để thưởng thức cái món bún đậu mắm tôm và bún cá Nha Trang của cái thương hiệu của Mạc Văn Khoa mới khai trương, rất là đông rồi. Một nhóm các bạn trẻ đang ăn bún đậu mắm tôm tại quán của Mạc Văn Khoa đây. Chắc là tới lần đây lần đầu thôi, tại vì quán mới khai trương ngày 11. Em ơi, nãy giờ ăn thấy cái vị nó ngon không? Đây, các bạn trẻ ở gần đây tiền qua đây ăn ủng hộ Mạc Văn Khoa nè. Cho anh hỏi là hai tụi em ở đây xa đây không? Gần đây. Thì sao em biết cái quán này khai trương? À, em ăn thì em thấy cái chất lượng ở đây, bún đậu mắm tôm ở đây thế nào? Ngon không? Cái phần của em là em ăn bao nhiêu tiền? 60.000 hai phần hay là một phần? Một phần hả? Thì em thấy giá đó là rẻ hay mắc? Theo em thì rẻ hay mắc em? Rồi, anh cảm ơn hai em nhiều nha. Các bạn trẻ đang ăn thưởng thức cái bún đậu tại quán của Khoa đây. Đa số là các bạn trẻ không à. Thì ai cũng thích coi hài với lại ai cũng biết đến Mạc Văn Khoa. Đây là các bạn giá bún đậu mắm tôm tại quán của Mạc Văn Khoa đây các bạn. Thì giá nó dao động từ 25.000 tới 35.000. Mẹt lớn thì 120.000 và mẹt nhỏ là 60.000 thôi các bạn. Và những cái thành phần thêm thì chỉ khoảng là 10.000 tới 17.000, 20.000 thôi. Và có rất là nhiều cái loại nước uống ở đây. Và bún cá, bún chả cá Nha Trang thì giá là 25.000. Đây, nhân viên đang order món cho khách đây. Phía cuối quán đây thì đây là toàn cảnh của cái quán bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa mới khai trương chi nhánh 2 đây. Tất cả các bàn đều có là khách hết rồi, một vài bàn đang trống và khách đang vô. Để hết cái giờ tan tầm, cái giờ đi làm về thì mọi người ghé đây rất là đông. Đây là các bạn trẻ đang chờ bún đậu mắm tôm của mình ra này. Đây, đây là cái mẹt lớn bún đậu mắm tôm 120.000 cho hai người ăn vừa mới về ra đây. Rất là nhiều đồ, hai bạn trẻ đang mới dùng tí thôi. Khách đang vô nè. Cái mẹt của đầu mắm tôm mới đem ra cho khách đây các bạn. Khách đang pha xong cái nước chấm mắm tôm với lại ớt với lại đắt rồi để ăn ngon hơn. Thấy cái món này cũng bình thường như cái món bún đậu mắm tôm khác ở quán khác thôi.
nhưng mà khác cái là chủ quán đây là Mạc Văn Khoa, danh hài mới nổi tiếng gần đây ha. Các bạn có thể thấy là trong quán rất là đông rồi. Thì quán của Mạc Văn Khoa nên là mọi người tò mò tới rất là đông. Dù ở trong rất là đã kín chỗ ngồi rồi, nhưng mà phía ngoài khách cũng đang chờ để xếp xe và cả trống bàn để vô. Bạn có thể thấy đó, đây khách đã đầy hết tất cả các bàn rồi. Anh trẻ mới ăn xong cái mẹt bún đậu mắm tôm ở quán của Khoa. Em ơi, cho anh hỏi là em ăn cái mẹt bún đậu mắm tôm thì em thích cái món gì nhất trong đó? Em thích chả cá. Chả cá hả? Chả cốt. Chả cốt. Với lại nước chấm em thấy được không? Dạ. Thì cái phần của tụi em 3 người ăn là bao nhiêu tiền? 120. Là phần cho 2 người hay không? 3 người. Tụi em ở xa đây không em? Dạ, cũng gần. Thì vì đâu em biết cái quán này? Em biết qua Facebook. Qua Facebook hả? Rồi, em cảm ơn em nhiều nha. Hai cô gái này là mỗi người chơi một mẹt luôn. Ăn rất là khỏe các bạn. Nhìn nhỏ nhỏ người mà ăn không nhận khỏe thật chứ. Rất là đông các bạn trẻ đến đây rồi nhưng mà chưa có món. Hai cái bạn này bây giờ mình thấy chờ cũng khá lâu rồi nè mà chưa có. À giờ có rồi. Và bên này, cái bàn này cũng đầy người rồi. Còn dư trống mấy chỗ đây. Và bên sảnh bên này cũng rất là đông khách rồi. Đầy chỗ rồi. Các bạn top 4 người đang chờ cái món đậu ra đây. Trong khi chờ đợi thì những tô, những cái chén nước chấm mắm tôm được đem ra trước thì các bạn đang cắt ướp cho những người ăn cay và nặn tắt vào để cho thơm mà ăn dễ ngon hơn. Một cái mẹt nhỏ thì thường là giá là 60.000 và các bạn nên gọi thêm chứ đừng có gọi mẹt lớn, thì khi mà gọi thêm món thì nó sẽ hữu dụng hơn. Ví dụ như ăn cốm thì gọi cốm, mà hoặc là ăn thịt là sẽ gọi thịt. Bạn thì thấy là full chỗ ở trong rồi và phía ngoài khách cũng lần lượt tới. Cái bún đậu mà con Khoa cực kỳ hot. Khách đang tới đây nè, chưa có chỗ ngồi thì ở trong đã full chỗ rồi. Rất là đông các bạn trẻ rủ nhau tới đây để thưởng thức cái món bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa. Dù là quán mới, các bạn trẻ đang chụp hình để check in và khoe với bạn bè trên Facebook là đã tới quán Mạc Văn Khoa đây. Đây là người em của Mạc Văn Khoa đang với cái bún đậu mắm tôm này cho khách nhé. Vì đông quá nhân viên lộn bàn. Chỗ đầu xe có chỗ vô ngồi ăn.
dùng gần xong rồi. Anh ơi, cho em hỏi là anh ở gần hay là ở xa? Ở xa. Mình tới đây là vì mình đói bụng, mình ăn bún đậu hay là vì bạn văn khoa anh? Vì cái món này, cái thứ hai là mình thích chân hài à. Mình thích chân hài mà văn khoa đúng không anh ha? Dạ rồi, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Vì khách chờ, vì đông khách thì phải chờ thôi. Cái món bún đậu bánh tôm mà chưa ra. Dạ. Dạ. Em ơi, cho anh hỏi là mình ở gần đây không? Dạ, em ở gần đây thôi. Thì mình vì sao mình biết tới quán này? Em là em coi trên fanpage của văn khoa. Mình tới đây vì mình đói bụng mà muốn ăn bún đậu hay là vì anh Mạc Văn Khoa? Cả hai. Cả hai luôn hả? Cũng ghiền mà anh Khoa luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn hai chị bé nhiều. Dạ. Đẹp này đang ăn nửa chừng mà chưa hết cái đậu hũ với lại chưa hết bún với rau rồi đã về đây. Ở trên trên này còn rất là nhiều. Ủa em sao ăn không, ăn không hết? Mới uống trong ly nước mới đẹp giá. À là mình gọi nhiều quá hả? Dạ, nhiều gọi nhiều. Là em thích cái nguyên liệu nào nhất là trong cái mẹt bún đậu? Có mà, tôm xiên đúng không? Hay là bốn cô bé chờ thấy cũng khá lâu rồi, bây giờ đã có bún đậu để ăn rồi. Vì lượng khách ở đây đông và bếp làm không kịp nên là ai cũng phải chờ hết các bạn. Và cái lứa tuổi mà vô đây thì mình thấy toàn là trẻ, rất là trẻ. Còn rất là nhiều mấy chị em phụ nữ, chắc là ghiền Mạc Văn Khoa phải không em? Có mê mà anh Mạc Văn Khoa không? Rồi, xác nhận là mê anh Mạc Văn Khoa luôn. Đây là cô nhân viên rất là xinh gái của quán bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa đang dọn dẹp bàn đây. Bên này cũng thêm cô nhân viên rất là dễ thương của quán bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa nè. Cười rất là duyên thấy không? Tới đây ăn bún đậu là được giao lưu với lại người đẹp nữa. Đây là khách mới vào và đang order món tại bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa đây. Rất là đông mọi người đang chờ đợi để có món, chờ rất là lâu rồi. Và mấy bạn này chờ cũng khá lâu rồi. Quán bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa và có cả bún chả cá Nha Trang nữa. Mất khai trương chi nhánh 2 trên đường Phan Ít tại số 253. Thì quán sẽ bán từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều và từ 4 giờ hoặc là 5 giờ cho tới khoảng 9 giờ đêm nha các bạn. Quán mới khai trương nhưng mà cực kỳ đông khách. Đây là một gia đình. Đây là anh chị anh dẫn bé đi ăn món đồ bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa đây. Anh ơi, cho em hỏi là mình tới đây vì mình ghiền bún đậu mắm tôm hay là mình tò mò Mạc Văn Khoa? Cả hai. Cả hai à? Mình ở xa đây không anh? Dạ, không biết. Dạ. Tức là ý tưởng tới đây là của anh hay là của bé nhà mình? Bé. Bé đòi ra mẹ dẫn tới đây hả bé? Sao con biết quán này khai trương? Dạ, bởi vì qua con có đi ngang qua đây. À, mới đi ngang qua cái chú ý. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Quán liên tục cháy bàn và quá đông nên là phải chờ rất là lâu. Và mấy bạn này may mắn là chờ hơn nửa tiếng rồi mới có bún đậu mắm tôm nè. Trong cái khay bún đậu mắm tôm thì các thành phần như là thịt ba ròi nè, dồi làm từ thịt heo nè, chả cốm nè, có thịt quay mà không thấy đậu hũ nè, với lại rau với lại bà bún thôi các bạn. Rất là đơn giản giống như những cái quán bún đậu mắm tôm khác. Chủ yếu là nước chấm và cái thành phần nguyên liệu nó ngon thì sẽ hút khách thôi. Cháy chỗ ngồi rồi. Khách vào liên tục nên chỗ ngồi luôn cháy. Ở phía trước cũng rất là đông. Rất là đông khách đang phải chờ để có chỗ vô ngồi. Rất là đông mọi người phải chờ chỗ này vì trong nhà hết chỗ rồi. Chị gái của Mạc Văn Khoa phải ra tới ở đây để mà đón khách. Xin lỗi khách vì không có chỗ. Em phải đặt chờ bắt đầu. Đợi đâu chờ.
Khách rất là đông và hôm nay mặt Văn Khoa không có mặt, chắc là đi quay phim hoặc là đi game show truyền hình rồi.